Thưa quý vị, hàng ngàn người Hồng Kông bắt đầu năm mới bằng cuộc biểu tình chống lãnh đạo địa phương. Tin từ Hồng Kông, hàng chục ngàn người Hồng Kông xuống đường tuần hành trong ngày đầu năm mới, đòi lãnh đạo đặc khu Lương Chấn Anh từ chức. Các nhà tổ chức cho biết có khoảng 50.000 người tham gia cuộc tuần hành phản đối ông Lương, trong khi một số nhóm khác nhỏ hơn cũng xuống đường để ủng hộ trưởng đặc khu. Từ khi lên nắm quyền vào tháng 7 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ ông Lương liên tục sụt giảm và ông phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại cơ quan lập pháp do liên quan tới kiến trúc xây dựng trái phép tại khu nhà sang trọng của ông, một vấn đề rất nhạy cảm tại thành phố này. Ông Lương đã xin lỗi về việc xây dựng trái phép với những kiểu kiến trúc bằng gỗ và kính. Điều đáng nói là ông Lương lên nắm quyền sau khi đối thủ của ông là Henry Tan mất chức cũng do xây dựng trái phép. Phát ngôn viên của chính quyền hôm nay phát đi thông báo cho biết chính quyền đặc khu sẽ lắng nghe nguyện vọng của người biểu tình. Khoảng 1.000 cảnh sát được điều động tới để bảo đảm an ninh sau khi cuộc biểu tình cuối tuần trước có hai nhà báo bị tấn công.